Đối với công ty du lịch này, thị trường châu Á chiếm tỷ trọng khá lớn. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, thì lượng khách đặt tour đã giảm đến 50%, chưa kể các hợp đồng bị hủy ở nhiều thị trường khác. Doanh nghiệp đã phải cắt giảm mọi chi phí không cần thiết, tập trung cho các chương trình khuyến mãi kích cầu để mở thêm nhiều tour, nhưng cũng đang trên đà đuối sức. Chúng tôi cần nguồn vốn rất lớn để có thể làm những chương trình marketing, những chương trình kích cầu khách hàng nước ngoài ở Việt Nam. Vì thế, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các hàng không và của các ngân hàng về vấn đề mà giãn nợ, giảm lãi suất. Vốn là bài toán hóc búa trước giờ của doanh nghiệp, trong đợt khủng hoảng vì dịch bệnh thì doanh nghiệp càng bế tắc hơn bởi sản xuất ngưng trệ, thị trường đóng băng, nhưng doanh nghiệp vẫn phải gồng mình gánh nhiều khoản chi phí khác. Chính phủ mình, nhà nước mình cần hỗ trợ cho tất cả các ngành nghề về thuế, về vốn vay ngân hàng cho nó thủ tục thì nó đơn giản hơn và nó dễ hơn, và nhất là phải nhanh chóng. Thực tế, từ tháng 2, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các sở ngành, quận huyện rà soát, đánh giá tình hình khó khăn của doanh nghiệp, từ đó chỉ đạo các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục phức tạp, ngân hàng sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để hỗ trợ sâu hơn cho doanh nghiệp. Các cái doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành nghề liên quan về du lịch, nông nghiệp, thủy hải sản, những cái ngành hàng mà xuất qua Trung Quốc bị ảnh hưởng trực tiếp thì chúng tôi sẽ giảm đồng loạt bình quân từ 0,5%. Đối với một số doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng nặng nề thì chúng tôi sẽ đánh giá lại, chúng tôi có những cái công cụ giảm lãi suất thêm. Các ngân hàng cũng xác định tất cả các doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch bệnh đều là đối tượng được hỗ trợ. Việc giảm lãi suất sẽ diễn ra trong nhiều giai đoạn. Hiện các ngân hàng đều đã giảm ít nhất từ 1 đến 1,5% và cao nhất từ 2 đến 2,5% lãi suất. Tôi yêu cầu phải sử dụng các cái giải pháp như đó là cơ cấu lại nợ, định kỳ hạn nợ. Cái thứ hai nữa đó là có thể là miễn giảm lãi tiền vay luôn. Và quan trọng nhất đó là chúng tôi cũng đang đề nghị với Trung ương là cho phép khi mà cơ cấu lại nợ, định kỳ hạn nợ thì cũng không có chuyển đổi cái nhóm nợ ở cái mức xấu hơn. Coi như thế là cũng cố gắng giữ lại nhóm nợ cho các doanh nghiệp. Như vậy, chủ trương đã có, vấn đề là tiến độ triển khai thực tiễn như thế nào để doanh nghiệp sớm tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, vượt qua giai đoạn khó khăn khủng hoảng kép này. Doanh nghiệp là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, vậy nên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi sản xuất cũng là góp phần ổn định phát triển cho cả nền kinh tế.